quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Trường Giang chơi lớn đại tiệc sinh nhật cả ekip, lê lội bêu tên cả dàn nghệ sĩ chỉ ăn chực. Là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt, Trường Giang nhận được sự yêu mến của bạn bè đồng nghiệp cũng như khán giả. Anh khiến nhiều người ghen tị về độ giàu có, cùng cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Nhã Phương và cô con gái cưng. Bên cạnh tài ăn nói, phong cách làm việc chuyên nghiệp, nam danh hài còn được quý mến bởi độ hào phóng. Mới đây, một đoạn clip hậu trường của chương trình Chọn Ai Đây được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Theo đó, khoảng thời gian tạm dừng ghi hình, các nghệ sĩ bao gồm Trường Giang, Lâm Vị Dạ, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm, Ötti, Buka đã có những cuộc trò chuyện ngắn, đàn em liên tục trêu đùa đòi Trường Giang đãi tiệc sinh nhật. Ban đầu anh giả vờ không nghe, không thấy, không biết gì hết. Tuy nhiên trước lời đề nghị của mọi người, Trường Giang quyết chơi lớn, nam danh hài gọi một trăm suất mì Quảng về đãi toàn bộ ekip có mặt trong trường quay. Mọi người lên ăn mì Quảng đi, có hơn 100 phần cơ mà. Hôm nay là sinh nhật tôi nên quyết định đãi 100 phần mì Quảng cho cả đoàn. Quay chương trình cùng ăn, Duyên Tuấn Kiệt không có mặt ở đây nên tôi đã chuẩn bị sẵn một phần gửi riêng tới cho cậu ấy. Tôi làm việc kiếm tiền nhiều để mua mì Quảng cho mấy đứa em nó ăn, còn tôi làm phục vụ. Cuộc sống bây giờ như vậy đó, ông xã Nhã Phương hài hước chia sẻ. Bên cạnh đó, Trường Giang cũng không quên bóc phốt đàn em trước máy quay. Anh bêu tên cả dàn nghệ sĩ chỉ ăn chực bao gồm Lâm Vị Dạ, Lê Dương Bảo Lâm, Buka. Nam nghệ sĩ chiêu đùa khi thấy đàn em đang xì xịt tô mì. Đây là mấy đứa em tôi, toàn những gương mặt nổi trội trong làng ăn chực. Toàn ăn chực chứ có mấy khi trả tiền đâu. Vốn nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ hào phóng trong showbiz, đây không phải là lần đầu tiên Trường Giang chơi lớn như vậy. Trước đó trong tập đặc biệt của chương trình 7 nụ cười xuân phát sóng dịp Tết, nam danh hài cũng khiến khán giả và cả đồng nghiệp phải trầm trồ. Cụ thể, Trường Giang đã tắt tay lì xì cho tất cả dàn nghệ sĩ có mặt một phong bao lớn để mọi người nhận được nhiều may mắn khi năm mới sắp tới. Trước sự hào phóng này, các nghệ sĩ có mặt đều thể hiện rõ sự vui sướng, hớn hở ra mặt và cảm ơn mì khó. Hiện tại, dưới đoạn clip hậu trường, dân tình cũng không ngớt lời khen ngợi cho hành động của nam danh hài. Bạn nghĩ sao về điều này? Chia sẻ dưới bình luận ngay nhé. Cùng cập nhật những tin tức về chuyện sao Việt tại danh nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.